Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình hướng dẫn mọi người là sử dụng là máy mô tô Kentap này để sử dụng chức năng là remap mở tour trên dòng xe AB 2011 2012. Và những cái mình cần chuẩn bị là một thân cứng, phần cứng của máy mô tô Kentap. Hai là mọi người chuẩn bị cho mình một máy tính bảng hoặc một điện thoại. Nếu mà mọi người không dùng máy tính bảng thì mọi người sẽ đăng ký là gói mô tô Kenfone, sẽ đăng ký luôn trên điện thoại di động cầm tay cho mọi người luôn. Còn đâu đây là mình sẽ sử dụng bằng máy tính bảng nhé. Đấy. Và tiếp theo nữa là mình sẽ chuẩn bị cáp, là một là cáp DNC01 để kết nối với xe, và hai nữa là cáp DNC03 để tí nữa mình phục vụ cho việc mở remap mở tour. Và giờ mình sẽ tiến hành là kết nối cáp DNC01 vào này. Và trên máy sẽ có hai đầu kết nối nhé. Thì trên cái cáp này nó sẽ có đầu phù hợp với lại hai đầu này. Thì mọi người nhìn thấy chỗ nào phù hợp, đầu nào phù hợp thì mọi người sẽ cắm vào này. Đó. Mọi người vặn vào cho nó đỡ bị tuột và lỏng lẻo. Đó, xong như này thì mình sẽ kết nối lên xe. Bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối lên xe. Ở đây là xe của mình, xe mô hình xe Ablis 2011 2012. Mình sẽ kết nối vào này. Đó. Kết nối vào này. Mình để đây cho mọi người dễ nhìn. Bật khóa lên này. Khi bật khóa điện lên nhé thì sẽ có một cái đèn màu đỏ này là đèn báo nguồn của phần cứng của máy, hai là đèn xanh này là đèn khi mọi người chưa kết nối với điện thoại hoặc là máy tính bảng thì nó sẽ nhấp nháy, và khi mọi người kết nối vào rồi thì đèn này nó sẽ hết nhấp nháy nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành kết nối vào máy tính bảng cho mọi người xem. Và đây là trên máy tính bảng nhé, nó sẽ có mục là app Minamoto, à Moto Kentap, mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy. App Moto Kentap thì mọi người sẽ bấm vào app Moto Kentap này. Đấy. Đấy. Sẽ chờ nhé, sẽ chờ cái máy nó sẽ kết nối với cái này. Để em thoát hẳn ra em vào lại cho mọi người xem. Moto Kentap này. Đấy. Sẽ có lên một giao diện như này. Đấy, Moto Kentap bây giờ là bản 2.5 nhé. Là mọi người chờ để kết nối thiết bị này. Nếu mọi người thấy không ạ? Kết nối thành công này. Thì đây nó sẽ có rất là giao diện như là giao diện mới nhé. Động cơ xăng này, động cơ xăng trên điện này, chuẩn đoán nâng cao này. Đấy, chỉnh AF phần mềm này. Nó rất là nhiều phần mềm. Và đây mình sẽ vào là chỉnh AF nạp phần mềm ECM off smart key này. Bấm vào này. Đó, mình sẽ chọn là xe Honda này. Chọn Việt Nam này. Đây, Ablis 2011 2012 đây. Đấy, mọi người sẽ bấm vào nhé. Đó, mọi người thấy không ạ? Đây là nạp lại phần mềm ECM hiệu chỉnh AF này. Đó, thì mọi người bấm đấy nhé. Đây sẽ có hai mục là hiệu chỉnh AF và là phần mềm lại ECM of Smart Key này. Thì đây là hiệu chỉnh AF này, em sẽ bấm vào cho mọi người thử xem này. Đó. Máy sẽ có cảnh báo nhé, mọi người cứ đọc theo. Nếu mọi người không đọc thì mọi người cứ bấm. Cảnh báo này mọi người bấm tiếp tục này. Đó. Nó sẽ có thông tin IC này, phần mềm này. Đó, sẽ bấm tiếp lên này. Đây, nó sẽ có tỷ lệ chỉnh AF này. Ví dụ AF mà mình đo ở bên tỷ lệ AF ấy mà nó thấp thì mọi người chỉnh cao lên này, 10% này, 20% này, 30%, 40% này. Đó, thì mọi người xong thì mọi người sẽ bấm tiếp tục vào đây nó sẽ chạy. Đó, còn đâu đây là bên này là nạp phần mềm này. Sẽ bấm vào này. Đó. Đấy, cũng lên thông tin IC này. Sẽ bấm tiếp tục vào này. Đây sẽ có cộng thêm 40%, 30%, 20%, 10% này. Đó, trừ 10%, trừ 20% này. Nạp phần mềm gốc cho ECM này. Nạp phần mềm người dùng tùy chọn này. Đấy, có nghĩa mọi người tùy chỉnh được nhé. Đây, nạp mềm với file người dùng tự biên tập. Có nghĩa mọi người phải tự biên tập ra một cái file giống như là một cái file ở trên đây. Là bên nhà sản xuất máy người ta đã biên tập sẵn rồi. Thì mọi người sẽ chỉ cần bấm vào đây là mọi người sẽ nạp được. Đây mọi người sẽ tự nạp được nhé. Đây, em sẽ vào là ví dụ em thử 20% đi. Bấm tiếp tục này. Đó, nó sẽ chạy. Bắt đầu nó sẽ chạy phần trăm. Thời gian mất khoảng 9, đây khoảng 3 phút. Trong 3 phút này nhé, trên xe mọi người không được tắt khóa điện, không được ngắt bình ắc quy mà kém ấy, mọi người thay bình ắc quy khác. Chứ không phải để bình ắc quy kém đâu, nếu để
trong quá trình này đang máy đang làm việc này nhé, mà xe mất nguồn hoặc là máy mất kết nối này thì sẽ gây bị lỗi lỗi ECM. Thì lỗi này thì mọi người có thể giải quyết được, bởi vì do mình làm mà, thì mình sẽ lại là mất công nạp lại một lần này một lần giống hệt như vậy nữa, thì là xe sẽ lại hoạt động bình thường. Nếu mà mọi người không biết thì mọi người sẽ cuống không biết làm sao, bởi vì lúc đấy là nếu mà bật khóa điện lên thì sẽ không có bơm xăng, xe không có tín hiệu gì cả, không để lổ được, bởi vì là IC nó đã cái này nó đã xóa trắng trong IC trong đi và nó sẽ nạp cho IC một cái phần mềm khác vào rồi, nên là trong IC không còn dữ liệu gì cả, nên là xe sẽ không hoạt động được. Và mọi người nạp lại cho IC thì IC lại hoạt động bình thường thôi nhé. Còn đâu đây là chức năng remap trên máy Motokentax đó.